chào nhà đầu tư. Tôi tới gọi vốn từ những nhà đầu tư chịu liều. Liều mới ăn nha. Từ từ. Hả? Tôi không liều như anh nhưng vẫn có thể đầu tư. Với AIA bảo hiểm bước đến tương lai, tôi có thể điều chỉnh kế hoạch đầu tư mọi lúc tùy theo mức độ chấp nhận rủi ro của mình. AIA bước đến tương lai, đầu tư nhẹ đầu, giá trị bền lâu.